Tiếp tục sửa các hiệu ứng còn lại nào các bạn. Chúng ta vào phần effect. Hiệu ứng đầu tiên mà tôi giới thiệu các bạn đó là phần overlay mesh. Ở đây mặc định các bạn có thể tăng giảm phần phay này, nhưng nếu thế này thì quá chán, chúng ta load file lên. Tôi chọn file sketch đi. Nếu tôi giảm đi là tấm ảnh gốc và tăng lên sẽ hòa trộn hai tấm ảnh này với nhau, cũng khá ấn tượng phải không nào. Tôi tiếp tục cho hiệu ứng tiếp theo, submit. Các bạn có thể tăng độ sắc cạnh, nếu như càng tăng thì càng sắc và càng giảm đi thì càng mềm. Phần phay này tôi giảm đi, tăng lên này các bạn và giảm đi. Nếu như chúng ta tăng nhiều quá thì tấm hình sẽ rất cứng, vì vậy các bạn hãy hết sức cân nhắc điều này. Tôi có thể remove cả hai hiệu ứng và vào hiệu ứng tiếp theo, phần noise nhũ hạt. Intensity tăng lên thì mật độ hạt càng nhiều. Các bạn chú ý ở đây hạt chúng ta là đen trắng. Nếu như muốn màu sắc chúng ta tăng phần color lên, hạt có màu nhiều hơn. Chỉnh kích cỡ của hạt. Tôi sẽ để mặc định trông dễ chịu hơn. Tôi sẽ không dùng color. Và giảm phần này đi vừa phải thôi. Lưu ngay một tấm hình chúng ta đã add hạt cho nó.